Cuộc đời không hối tiếc của cụ bà 80 tuổi không có con. Marcia Truth Davis, người Mỹ, là một nhà hoạt động xã hội 80 tuổi đầy nhiệt huyết, ủng hộ lối sống không có con. Marcia là tác giả của hai cuốn sách và xuất hiện trong hai bộ phim tài liệu về cuộc sống không con cháu. Marcia nhớ lại năm 1974, khi bà 32 tuổi, trong đầu luôn tích tắc tiếng đồng hồ sinh học kêu và văng vẳng tiếng mẹ chồng bảo: "Hãy về nhà và tập có con đi." Marcia tự hỏi mình muốn sinh hay nuôi con. Bà bắt đầu nghĩ, có lẽ có điều gì đó không ổn với mình. Tại sao một người phụ nữ yêu quý học trò như mình lại không muốn có con? Đây chẳng phải là vận mệnh sinh học của tôi hay sao? Bà gắng tìm bất kỳ thông tin về cảm giác bản thân đang trải qua, thậm chí đến gặp chuyên gia trị liệu tâm lý, người khẳng định rằng cuộc sống không có con cái là điều hoàn toàn bình thường. Không có con, không sống hạnh phúc. Bạn bè và gia đình Marcia vẫn khuyên nhủ rằng có con là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nếu bỏ lỡ, bà sẽ phải hối hận. Những lời cảnh báo về nuối tiếc, tương lai già yếu một mình, không ai chăm sóc, vang dội trong tâm trí Marcia. Hãy cứ sống ích kỷ đi, sống vui vẻ, sống vô tư. Nhưng vật chất và kỷ niệm vui vẻ ấy chẳng giúp gì khi chúng ta già đi mà sống cô đơn. Chẳng gì bằng có con cháu vui vậy. Người ta vẫn thường nói với bà như vậy. Nhưng cuối cùng, ở tuổi 80, Marcia có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng khi chọn cuộc sống không có con cái, không cô đơn hay hối hận, cuộc sống của bà tràn ngập niềm vui từ những tình bạn, đam mê, mục tiêu sống, và bà không sợ cô đơn hay không có người chăm sóc. Marcia biết mình sẽ không bao giờ sinh ra hoặc nuôi dạy con cái. Bà muốn cảm thấy an toàn hơn khi về già, không có con cái, nên chủ động tìm cố vấn tài chính, lên kế hoạch cho sức khỏe. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, Marcia tự nhủ mình cần làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, kết nối với mọi người. Tương tác xã hội là điều rất quan trọng khi chúng ta già đi. Nhiều người thích công tác tình nguyện. Nếu bạn muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ, có quá nhiều tổ chức cần bạn, bà bày tỏ. Có những hoạt động thiện nguyện liên quan đến trẻ em, môi trường, động vật, chính trị. Tất cả mọi người đều cần được giúp đỡ. Marcia gợi ý cho những ai đang lạc lõng khi cảm thấy tuổi già ập đến. Già đi là một trải nghiệm khó khăn. Marcia thấy da mình mỏng đi và khó lành hơn nếu lỡ bị xước xát. Kéo theo đó là những cơn đau, chứng khó ngủ. Nhưng Marcia cho rằng mình có thể thay đổi cảm giác cô đơn bằng một suy nghĩ, một lối sống và một quyết tâm để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống. Điều không quyết định ở việc có hay không sinh con. Mặt trái của cuộc sống có con. Marcia cũng tìm gặp chuyên gia để có cái nhìn thực tế về cuộc sống có con cái như một người bình thường. Laura Caron, một chuyên gia về lối sống không có con cái, tác giả cuốn sách The Baby Magic, tạm dịch là Ma trận con cái, trò chuyện với Marcia về hệ tư tưởng khuyến khích sinh nở. Trở lại nhiều thế hệ trước, chủ nghĩa khuyến khích sinh ảnh hưởng đến mọi người, dù họ có hoặc không sinh con. Chúng ta được dạy rằng mình phải muốn có con, và khi không mong muốn như vậy, chúng ta thường nghĩ bản thân có vấn đề và sẽ bỏ lỡ trải nghiệm trọn vẹn đích thực trong cuộc sống. Cả hai mệnh đề này đều sai, Carol phân tích. Chuyên gia này nhận định chủ nghĩa khuyến khích sinh thúc đẩy người ta tin rằng sinh con là mục đích quan trọng nhất trong đời của phụ nữ. Khi chúng ta khó thụ thai hoặc sảy thai, chủ nghĩa khuyến khích sinh khiến chúng ta hiểu lầm rằng mình cần phải che giấu điều này
và cảm thấy xấu hổ. Carol nói: Thuyết khuyến sinh cũng hứa hẹn rằng mọi người sẽ tự nhiên biết cách làm cha mẹ, yêu thích quá trình nuôi dạy con cái và tin tưởng rằng con cái trưởng thành sẽ ở bên họ khi già đi. Khi bất kỳ viễn cảnh nào trong số đó không xảy ra, cha mẹ cảm thấy phải giấu đi cảm xúc thật của mình. Trong đó thường là cảm giác thất vọng và hối tiếc, Carol bày tỏ.